Hôm nay em phải trình làng mấy bé cưng không có cái làn da lắng mịn như bây giờ. Chính là nhờ bốn em kem phay nhà Jolly đây nha. Có bốn màu tương ứng với bốn công dụng khác nhau luôn. Đầu tiên là em phay vàng, em này thì có chức năng là ngăn ngừa lão hóa, tăng độ đàn hồi cho da. Tiếp theo là em phay xanh, giúp trị mụn thâm nè, rồi dưỡng trắng da nữa. Em thứ ba là em phay tím, em này là chuyên đặc trị nám, đồi mồi, tàn nhang và còn dưỡng trắng da nữa. Và cuối cùng là em phay trắng, em này được xem như là bảo bối của mình đó, giúp dưỡng trắng, xe khít lỗ chân lông. Từ ngày mà xài bốn em này là da mình cứ nõn nà hẳn lên, còn chống nắng hiệu quả với SPF 30, nhỏ xinh tiện lợi vô cùng. Ai mà gặp tình trạng nào thì xài kem màu đó nha.